đã được ngành y tế ứng dụng trong chữa bệnh. Đánh giá về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ số trong ngành y tế Việt Nam hiện nay, Bộ Y tế cho biết, ngành đã tiếp cận các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn. Cụ thể, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh đã được đẩy mạnh, hầu hết các bệnh viện đã triển khai hệ thống thông tin bệnh viện. Một số bệnh viện tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng mạng xã hội trong tương tác với bệnh nhân, phát triển ứng dụng bệnh án điện tử cho bệnh nhân ứng dụng điện toán đám mây ở Nghệ An, Tiền Giang, Con Tùm. Cũng trong thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thành công việc kết nối liên thông giữa các cơ sở khám chữa bệnh cả nước với cơ quan bảo hiểm xã hội. Cho tới nay, đã có 99,5% các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước kết nối liên thông với hệ thống giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về xây dựng hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và kết nối vạn vật trong y tế. Ngành y tế đã có kế hoạch xây dựng dự án telemedicine đến các bệnh viện hạt nhân thuộc đề án bệnh viện vệ tình. Đặc biệt, ngành y tế đang ứng dụng bốn hệ thống robot nổi bật được áp dụng trong y học hiện đại: robot phẫu thuật nội soi da Vinci, si, robot phẫu thuật cột sống Renaissance, robot phẫu thuật khớp gối và khớp háng Macoplasty và robot phẫu thuật thần kinh Rosa.